Chào mừng anh em đã quay lại với Minh Phụ Music. Hôm nay tại showroom Điện Biên Phủ, đội ngũ vinh dự được gửi những cây đàn siêu hiện đại của nhà Cutman K150, K350, SV800 có chuyến đi du lịch xa đến với xứ sở cà phê Tây Nguyên. Xem video cùng mình nhé. Ngay tại showroom lúc này đây chính là ba mẫu đàn sẽ khởi hành lần này. Ngắm nhìn toàn bộ, bạn có thể thấy thiết kế hộp đàn dày vô cùng chắc chắn. Mỗi cái đàn đã được các bạn nhân viên quấn ni lông cẩn thận thành nhiều lớp. Sau đó keyboard sẽ được xếp thành hàng ngang, không chỉ giúp kiểm tra đơn hàng đã đủ hay chưa mà còn tránh sai sót không đáng có như là sai mẫu hoặc quà tặng. Đầu tiên xin giới thiệu với anh em organ K350, tích hợp đầy đủ các chức năng chất lượng cùng âm thanh cao cấp, được trang bị vài tính năng chỉ xuất hiện trên keyboard đời mới như là Synth Stop và Freeze đến với K150 thôi. Đây là dòng organ dành cho người mới, đặc biệt được trang bị chức năng sustain giúp tăng độ vang khi bạn nhấn phím. Mọi anh em đến với siêu phẩm SV800, đàn nổi bật với phím đàn trang bị 8 cấp độ cảm ứng lực nhấn cùng bộ nhớ lên đến 768 MB, vượt trội so với các sản phẩm khác. Quà tặng hấp dẫn dành cho người chơi đi mua organ tại các hệ thống showroom của Minh Phụng Music là gì? Tìm hiểu nhé. K150 là chân đàn và bao đàn. K350 quà tặng như K150 và thêm một pedal. SV800 sẽ là chân đàn, bao đàn hợp cao cấp và bộ sampler mới nhất miễn phí. Đàn được quấn cẩn thận nhiều lớp ni lông xung quanh các mặt của thùng, giữ nguyên vẻ đẹp của sản phẩm, đồng thời tránh ẩm ướt do trời mưa. Ngoài nhạc cụ thì cả quà tặng khách hàng hay đại lý đều được tìm chu đáo đến thao tác đóng gói cuối cùng. Công ty trách nhiệm hữu hạn âm thanh nhạc cụ Minh Phụng chuyên phân phối các dòng nhạc cụ âm nhạc trên cả nước với gần 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh phân phối, cho hàng trăm đại lý lớn nhỏ toàn quốc. Rất nhiều thương hiệu nhạc cụ nổi tiếng trên thị trường nước ngoài được Minh Phụng Music nhập khẩu trực tiếp về phân phối đến người tiêu dùng cùng chế độ bảo hành vô cùng uy tín. Hàng đã được đóng gói hoàn tất và đơn vị vận chuyển đã đến, bạn nhân viên tiến hành mở cửa. Mọi người cùng với team mang đàn ra xe nhé. Bắt đầu thôi. Đàn sẽ được đem ra cẩn thận đến những cây cuối cùng. Vì khối lượng hơi nặng nên từng kiện sẽ được hai bạn cùng khiêng với nhau. Các kiện cuối đã đưa vào xe. Buổi chuẩn bị hàng đến với Tây Nguyên đã hoàn tất. Cảm ơn mọi người đã xem video lần này. Hãy nhớ like, share, subscribe để ủng hộ và đón chờ những clip sắp tới nhé. Hoặc nếu quan tâm cũng như muốn trải nghiệm trực tiếp mẫu đàn này, các bạn có thể ghé showroom hoặc liên hệ qua hotline 0919768606 để được nhân viên bên mình tư vấn cụ thể hơn. Xin chào và hẹn gặp lại.